Mến chào cô chú anh chị và các bạn trở lại với chương trình Tâm sự được phát trên kênh YouTube Ta Sa Trần. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và lắng nghe. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an. Mẹ nhập viện, chị dâu chăm sóc một bước không rời. Vô tình nghe chị và mẹ ruột nói chuyện mà tôi tức điên người. Nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra, tôi liền lao vào chất vấn. Gần hỏi mãi, chị dâu mới vừa khóc vừa thú nhận mọi việc. Đó là những lời mở đầu trong dòng tâm sự ngày hôm nay. Thì để biết dòng tâm sự này có nội dung chi tiết như thế nào, sau đây ta sẽ mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Sau khi cưới 3 năm, vì kinh tế khó khăn nên anh trai tôi quyết định đi xuất khẩu lao động để chị dâu ở nhà chăm con và chăm sóc bố mẹ chồng. Tôi thì đi học đại học xa nhà nên vài ba tháng mới về nhà một lần. Bố tôi thì mất sớm, anh trai phải đi làm xa. Nhưng chị dâu là người đảm đang, chịu khó lại hiền thảo, nên khi có chị bên cạnh mẹ, tôi cũng yên tâm phần nào. Thế nhưng mới đây, có một chuyện không may xảy ra khiến tôi thay đổi cách nhìn về chị dâu. Ngày hôm đó, đang ngồi ôn bài thi thì dì bỗng gọi điện thoại tới cho tôi trách móc. Mẹ nằm viện mà cháu không thèm về thăm nom và chăm sóc mẹ à. Có ăn có học đàng hoàng nhưng bất hiếu thì cũng bỏ. Nói xong rồi dì cúp máy luôn. Còn tôi thì lơ ngơ không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi vội vàng gọi điện cho chị dâu để hỏi thăm. Chị ấp úng mãi rồi sau đó mới khai nhận rằng mẹ bị bỏng nặng và nhập viện điều trị. Vì không muốn ảnh hưởng đến việc học của tôi nên chị mới giấu. Tôi hoảng hốt liền bắt xe trở về quê, thấy mẹ nằm hôn mê trên giường bệnh và băng trắng quấn quanh người mà nước mắt tôi rơi. Chị ơi, sao mẹ lại ra nông nổi như thế này ạ? Chị cũng không rõ nữa, lúc ấy chị cho cô Bình sang nhà hàng xóm chơi để ăn cơm. Đang cho cháu ăn thì bỗng nghe thấy tiếng nổ lớn, chạy về nhà xem thì thấy nhà bếp đang bốc cháy, còn mẹ thì đã nằm dưới đất. Chắc là do chập điện dẫn đến cháy nổ. Nghe chị nói xong, tôi cũng không hỏi thêm gì. Bảo chị về nhà chăm sóc cháu và nghỉ ngơi, còn mẹ cứ để tôi lo. Nhưng chị lại gạt đi. Cô Bi chị đã gửi qua nhà ông bà ngoại rồi, ngược lại là em đấy. Em đang học năm cuối, sắp phải ra trường thì phải tập trung học hành vào. Hãy về nhà nghỉ ngơi và lo bài vở, rồi mấy hôm nữa quay trở về trường học. Chuyện ở nhà đã có chị lo. Tôi cảm kích không thôi. Những ngày sau đó, chị luôn túc trực bên giường bệnh của mẹ, một bước cũng không rời. Tôi thầm cảm ơn và cảm thấy nhà mình thật may mắn khi có chị. Ngày hôm qua, tranh thủ buổi trưa tôi ghé vào thăm mẹ. Đến cửa bệnh viện thì thấy mẹ chị dâu đến thăm. Tính vào chào hỏi bác gái một câu, nhưng bỗng nghe tiếng bác gái trách móc chị. Bà ấy ra nông nổi này là vì con tính giải quyết chuyện này ra sao đây hả? Đáp lại là tiếng khóc thúc thích của chị dâu. Nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra, tôi liền lao vào chất vấn. Gằn hỏi mãi, chị dâu mới vừa khóc vừa nói rằng mẹ tôi thành ra như vậy là tại chị. Ngày hôm đó, chị làm bánh cho cháu, bột mì thừa không cất đặt cẩn thận mà để gần bếp ga. Mà nhà bếp lại có cửa sổ nên khi gió thổi vào thì bột mì bay tứ tung. Mẹ tôi vào bếp hâm nóng thức ăn thì bị nổ. Sau khi mọi chuyện xảy ra, chị dâu dọn dẹp đóng lồng sọng đó một cách gọn gẽ nên không ai biết chuyện này, ngoại trừ mẹ ruột của chị vì chị nói với mẹ. Chị xin lỗi em, chị có lỗi với mẹ, nhưng chị thật sự không cố ý, đó chỉ là một tai nạn. Anh em đi làm bên ấy có nhân tình, chị sợ biết mẹ nhập viện là lỗi do chị thì anh ấy sẽ có cớ để bỏ chị. Em thương chị và thương cháu thì đừng nói chuyện này ra bên ngoài được không em? Tôi sốc ngửa khi biết anh trai mình có nhân tình bên ngoài. Tôi vừa giận chị dâu vì đã giấu giếm sự thật, vừa thương vừa cảm thấy hổ thẹn vì anh trai tôi đã phản bội chị. Tôi hứa với chị sẽ không tiết lộ sự thật này ra ngoài và cũng dặn chị phải chú ý hơn trong việc bếp núc và nhắc nhở chị một số thứ không được đặt gần bếp ga để tránh tai nạn tương tự xảy ra. Dòng tâm sự thứ hai, sinh nhật con trai 5 tuổi,
chồng cụ bỗng xuất hiện rồi van xin tải hợp. Khi chồng cụ xuất hiện trong buổi tiệc sinh nhật của con, tôi vừa ngạc nhiên vừa tức giận. 3 năm trước, tôi và Minh chia tay nhau. Hồi đó, Minh thẳng thắn nói rằng anh đã hết yêu tôi rồi và mong muốn ly hôn để giải thoát cho nhau. Tôi cay đắng và khổ sở khi chẳng hiểu bản thân đã làm sai gì để chồng không còn yêu mình nữa. 3 năm hôn nhân, tôi luôn sống hết mình vì gia đình, vì chồng con, chưa từng để bản thân chịu tai tiếng điều gì. Thậm chí, bố mẹ chồng còn yêu thương tôi như là con gái ruột. Ấy vậy mà vẫn bị chồng bỏ rơi. Ly hôn được mấy tháng thì tôi nghe tin chồng đã có người yêu mới. Đó là một cô gái trẻ trung xinh đẹp hơn tôi rất nhiều. Lúc này tôi mới biết lý do mình bị chồng bỏ là gì. Đó là vì tôi đã sống quá trọn vẹn với gia đình mà quên mất bản thân mình. Tôi không biết cách trân trọng và yêu thương chính mình. Biết được nguyên nhân là vì đâu, tôi quyết tâm thay đổi, học cách chiều chuộng và làm mới bản thân mình. 3 năm trôi qua, cuộc sống của mẹ con tôi rất tốt. Tôi đi làm đẹp, tập yoga để lấy lại vóc dáng và giữ gìn sức khỏe. Hai mẹ con sống trong căn nhà nhỏ, mỗi ngày đều rất bình yên và hạnh phúc. Cuộc hôn nhân cũ trở thành một phần của quá khứ và tôi không còn bận tâm về nó nhiều nữa. Ngày hôm qua là sinh nhật con trai tôi, con đã tròn 5 tuổi. Tôi tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, mời bố mẹ và anh chị em của mình đến tham dự cho vui. Bất ngờ lúc tôi đem bánh kem ra bàn tiệc thì thấy chồng cũ. Anh đã đến nhưng không dám vào mà chỉ đứng ở bên ngoài cổng. Bố tôi trông thấy thì mời anh ta vào nhà. Vì phép lịch sự, tôi vẫn trò chuyện với anh ta vài câu. Mình ôm con và hỏi con có nhớ bố không, có thương bố hay không. Thằng bé hồn nhiên bảo có, rồi nói thích được sống với bố. Mấy năm nay, dù mình không đến thăm con, nhưng thằng bé vẫn hay hỏi về bố, hay nói thích có bố vì tất cả bạn bè đều có bố. Mình tặng cho con trai một chiếc xe ô tô đồ chơi và hứa hẹn sẽ thường xuyên đến thăm con. Khi tiện anh ta về, mình bỗng van xin tôi cho anh ta một cơ hội để tái hợp, để được sống với tôi và con. Tôi ngỡ ngàng, không nghĩ rằng chồng cũ lại có suy nghĩ này. Minh kể cho tôi nghe về chuyện anh đã trải qua 2 mối tình kể từ sau khi chia tay với tôi, nhưng tất cả chẳng đi đến đâu. Yêu nhau được vài tháng thì phát hiện ra tính xấu của người yêu nên đã chia tay nhau. Giờ anh ta chỉ muốn quay về với tôi và con. Anh ta hứa sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương mẹ con tôi. Tôi thật sự không còn tình cảm với Minh nữa, nhưng nghĩ đến con thích có bố, muốn được sống với bố, tôi lại thương con. Giờ tôi có nên cho chồng cũ một cơ hội, cũng là cho chính con trai và bản thân tôi một cơ hội hay không? Mọi người cho tôi lời khuyên với. Như vậy là Tasha vừa mới chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn 2 dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua 2 dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, Tasha cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Hẹn gặp lại những dòng tâm sự tiếp theo. Xin mến chào.